Chào mọi người. Bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay á, mình đang chuẩn bị làm một món giá theo một kiểu mới nữa. Tức là mình sẽ gói giá không cần tro. Hôm trước mình đã hướng dẫn với cái giá là mình sẽ làm gói với tro chấu. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn thêm một cách khác nữa là mình sẽ không làm bằng tro chấu. Thì đậu mình cũng vẫn ngâm với nước 40 độ C, 30 độ C. Thì dưới nước ấm ấm vừa tay, mình đã ngâm qua một đêm rồi. Thì bây giờ sáng nay nó đã nước mọng. Đây, đây là giá nó đã nước mọng. Thì mình sẽ dùng một cái rổ nhựa. Đây là cái rổ nhựa mình sẽ trải đều ra. Và dưới cái rổ nhựa này thì mình sẽ có một cái khăn. Mình sẽ lấy một cái khăn. Thật ra cái khăn này thì nó cũng sạch chứ không phải là dơ nha. Mình lau tay rồi mình lau bàn, nhưng mà mình sạch, mình giặt với xà bông rất là sạch sẽ. Xong thì mình sẽ trải đậu đều vô. Giờ mình sẽ dùng một cái bọc ni lông đen như thế này. Cái khăn thì mình sẽ trải vào trong cái bọc đựng nước lại cho nó có cái hơi ẩm. Xong thì chúng ta cũng sẽ lấy cái bọc ni lông để bỏ cái rổ đậu vào. Thì khi mà chúng ta đã tưới nước xong cho nó đầy đủ rồi, cái bọc này thì mình sẽ đậy lại. Đó, chúng ta sẽ đậy cái bọc này lại nha. Bởi vì khi mình đậy, mình chùm kín như thế này thì một là nó sẽ có một cái độ ẩm và cái độ ẩm và cái màu đen này thì nó sẽ làm cho giá mình trắng. Rồi, tụi mình cũng sẽ đậy lại và tưới ẩm nước. Ở dưới đây là một cái khăn. Mình sẽ để đây trong vòng khoảng cũng 3 ngày hoặc 4 ngày sau. Mỗi ngày mình cũng dở ra mình tưới vậy đó. Mỗi buổi sáng mình cũng sẽ tưới cho đầy đủ nước. Rồi, xin chào. Buổi sáng hôm nay mình sẽ lấy giá của đó. Mình đang làm một cái loại giá mới là mình không cần tro. Mình chuẩn bị để mình tưới lần ngày thứ hai. Ồ, giá của mình bữa nay nó đang ra rễ, nó mọc ra, mọng của nó rất là đẹp. Mình sẽ tưới nước nha các bạn. Nhớ là hồi lúc mình để giá vô trong cái rổ, mình có lót một cái khăn. Khăn ở dưới đít này, nên nó cũng là một cái khăn sạch đó. Thì bây giờ nước nó đang thấm vô trong cái khăn của mình và rễ nó đang dính vô, nó mọc vô trong cái khăn luôn. Cái này là mình gói giá là một cách là không có cần cho đó. Rồi xong, mình đã cho nước vô, giờ mình sẽ đậy lại. Đó là một trong những cách mà thứ hai mà mình làm giá không cần, nó cũng sạch. Rồi đậy lại nha, tiếp tục thêm một ngày nữa, có lẽ là ngày mai hay ngày mốt mình có giá ăn rồi đó. Rồi hôm nay là mình sẽ tưới giá thêm một ngày tiếp theo. Wow, giá mình nó đang lên. Sẽ tưới nước vô nha các bạn. Ngày mai mình sẽ dở giá ra, ngày mai có giá ăn rồi đó nha. Rồi, ngày thứ hai. Ở đây là mình có lấy một cái khăn, mình sẽ đậy lên. Mình đậy lên như vậy thì giá nó sẽ mập hơn. Nếu mình không đậy giá nó ốm nha. Mình lấy cái khăn mình đậy, mình đè nó xuống thì giá nó mập. Nó lùn, nó mập, cộng giá nó sẽ ngon hơn. Đây, cọng giá mình nó cũng sẽ được như vậy nè, nó cũng dài vậy nè. Nhưng mà ngày mai mình sẽ dở nha. À, được rồi. Giá mình cũng đã sắp ăn được rồi đó. Sáng mai mình sẽ lấy ra. Rồi, chúng ta sẽ đậy lại thêm một đêm nay nữa. Ngày mai giá sẽ có ăn. Ngày mai sẽ có giá xào ăn. Cuối cùng mình thu hoạch giá nha mọi người. Ôi, giá của mình, wow. Ở dưới đây là cái khăn là giá nó đang ghim rễ vô cái khăn.
Ta sẽ gỡ cái khăn ra nha. Khăn này là cái khăn ẩm nó hút nước nè. Rễ nó ăn vô đó đó. Rồi. Thật ra thì giá của mình gói mình không có cần có cho gì hết. Mình cảm giác nó có hơi nhiều rễ. Không sao, mình sẽ cắt bớt nha. Cắt bỏ cái phần rễ nó ra nhiều quá. Bởi vì cái này là mình gói giá khơi, không có. Còn giá của mình nhìn thấy cũng ngon, hấp dẫn đó. Có điều rễ nó hơi nhiều một chút. Bỏ có phần rễ này rồi thì nó cũng ngon. Bởi vì mình gói tự nhiên cho nên giá nó cũng không có mập ú, nó cũng ốm dừa. Vậy tốt khi mình ăn. Giá của mình ra rẻ nhiều lắm. Đây là cách mà mình gói giá, nó cũng sạch sẽ, gọn gàng, cũng dễ. Mặc dù là mình thấy nó có rẻ nhiều nhưng mà cũng ngon. Không có quá tệ. Được rồi, mình sẽ xả nước ra, mình lấy vỏ ra nha. Thì ít nhất thì giá này ăn cũng rất là bổ. Bởi vì mình gói rất là tự nhiên. Không có thuốc, không có bất cứ một cái hóa chất nào hết. Vì vậy mà giá mình cũng sẽ rất là bổ đó. Là tốt cho sức khỏe của mọi người. Mình xả nước cho nó đầy ra, mình tách vỏ. Tách vỏ để xanh ra khỏi giá. Giá của mình ngày hôm nay nó hơi xanh nhưng mà không sao hết. Mình xào ăn chắc rất là thơm đây, thơm đậu xanh giá. Mình xào nấu canh chua, mình ăn với hủ tiếu rất là ngon. Giá mình làm nhà an toàn nữa, ăn mạnh miệng rất là tốt cho sức khỏe. Chúng ta sẽ tách vỏ lần hai.
vỏ đậu lần thứ ba. Kiểu này vỏ đậu nó cũng ra nhiều, cảm giác nó cũng sạch lắm. Rồi xong, giá mình đã thu hoạch xong, rất là ngon. Mặc dù là nó hơi xanh nhưng mà nó cũng tốt. Cái màu xanh này cũng là từ đậu xanh thôi, cho nên nó cũng rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vì vậy mà một dĩa giá xào với bông điên điển, hoặc là một dĩa giá xào với hẹ, thì giá này mình cũng có thể nấu với canh chua. Nấu canh chua mình để giá vô nó cũng rất là ngon, nó cũng thơm ngon lắm. Rồi mọi người cũng nên xiên một chút nha. Mình gói giá từ nhà mình làm ra thì nó rất là ngon đó các bạn, bổ dưỡng nữa, an toàn cho sức khỏe của mình. Mình cũng không có quá mất công gì đâu, mình làm trong vòng chỉ dài 3 ngày là mình sẽ có giá ăn, cũng không cần trông đợi. Nếu nó tới thu hoạch thì mình cứ lấy ra rồi chế biến thức ăn vậy thôi, cũng không có cần chờ đợi nữa, cũng không có thấy nó lâu lắc gì đâu, bỏ quên nó đi. Thì tới ngày thì mình sẽ được ăn, thì mình cũng thu hoạch nữa. Rồi xong, mọi người cùng làm giá tại nhà ăn nha. Tạm biệt các bạn, chào mọi người.